mình vừa làm công ty và vừa lo cho con, tâm trạng không còn để mà sức để mà làm. Nhưng mà vì cái tính mạng con mình nên là cố gắng, cứ muốn liên lạc được cầu cứu. Thế nhưng là sợ vô cùng, sợ con biết là nó còn tính mạng này nó quay trở về với gia đình hay không. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì Phong Bụi đang có mặt tại thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Và người ngồi kế bên Phong đây là chị Mai Trang. Thì chị có thể chia sẻ cho em nghe về câu chuyện của chị để cho cô bác chị được rõ. Đặc biệt là trong những cái ngày qua khi mà em đăng tải các cái đoạn video liên quan đến những cái cô gái mà bị lừa bán ở bên Campuchia, thì em nhận được rất là nhiều cuộc gọi, trong đó có cuộc gọi của chị. Em cũng xin kính chào cộng đồng mạng và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cũng giống như các kênh YouTube của các anh, đặc biệt là kênh YouTube của anh Phong Bụi đây. Thì nói chung là mình cũng có đứa người con trai năm nay 23 tuổi mà cháu xin việc làm. Cháu xin việc làm á chứ mẹ. Bài học một tháng cháu xin việc làm ở trên mạng thì cháu nghe nói là việc làm lương cao tháng 20 triệu, bao ăn ở. Thì đó cháu mới đi, thì chấp nhận đi, đăng ký đi, đi người ta tới bản thì người ta thường người ta bán ở bản. Hiện tại bây giờ ở bản người ta đòi cái số tiền chuộc mà cao quá khả năng, nghèo quá không có gì, không có đủ tiền để mà lo chuộc cháu về. Em cũng chạy đủ khắp mọi nơi, ai giới thiệu đâu em chạy đó, nhiều người giới thiệu em qua kênh này kênh kia để cầu cứu, nhờ các kênh YouTube để làm kênh YouTube cứu giúp mẹ con em, cứu cháu về Việt Nam an toàn. Rồi là em có người khác, mỗi lần mà suy nghĩ tới con em chỉ có khóc thôi, chứ ngoài ra em không biết nói gì. Dạ, cảm ơn. Chị Trang đang khá là xúc động cho nên là mình cũng tạm ngưng câu chuyện hỏi tiếp về chị. Nhưng mà theo như mình chia sẻ thì thưa với mọi người là khi mà mình đăng tải những cái đoạn clip liên quan đến một cái trường hợp, đó là chị Duyên bị bán mạng sang Campuchia suốt 21 năm, thì lúc đó chị Trang gọi điện thoại mình liên tục luôn, vì chị xem những cái thước phim đó, những cái thước phim mà mình ghi hình về chị Duyên á, thì chị sợ rằng là một cái ngày nào đó chính đứa con của chị cũng sẽ rơi vào cái vòng xoáy của cuộc đời như vậy. Khi mà chị xem các cái đoạn video mà tụi em chia sẻ về một cái cô gái bị bán sang Campuchia suốt 25 năm, thì lúc đó chị cảm xúc chị như thế nào? Em rất là sợ, sợ lắm luôn, sợ con mình cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Cho nên là em điện bên kênh của bên anh Phong Bụi rất là nhiều, điện liên tục luôn. Tại vì vừa làm công ty và vừa lo cho con, tâm trạng không còn để mà sức để mà làm. Nhưng mà vì cái tính mạng con mình nên là cố gắng, cứ muốn liên lạc được cầu cứu. Thế nhưng là sợ vô cùng, sợ con biết là nó còn tính mạng này nó quay trở về với gia đình hay không. Đây là những cái giấy tờ mà trong suốt nửa tháng qua chị Trang phải chạy vạy khắp nơi. Đây là giấy khai sinh nè, thậm chí là chị chạy lên cục lãnh sứ quán đúng không, rồi đi đến một số nơi đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ một mong muốn là xin hãy giúp giùm cho con mình trở về. Chị có đến tòa tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi đơn vào Campuchia để nhờ bảo hộ công dân giùm, sở nội vụ thành phố luôn. Và người ta phản hồi như thế nào chị Trang? Người ta kêu em về giúp đơn rồi gửi lên cho người ta, rồi người ta sẽ gửi qua đại sứ quán Việt Nam bên Campuchia. Thì người ta kêu mình chờ đợi, rồi có gì người ta thông báo. Nhưng mà em ngồi chờ đợi chứ ngồi chờ không nổi. Cho nên là cứ bạn bè nó nói là cái số tiền chuộc này nó cao lắm. Nên là mình khuyên bạn một câu, nếu mình ngồi chờ cho cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta điều tra thì nó lâu vô cùng. Nhưng mà lúc đó điều tra được không biết tính mạng con mình nó còn hay không.
cho nên mình khuyên bạn mình sẽ giới thiệu cho các kênh của mấy anh YouTube để cho bạn vô, bạn nhờ các anh giúp rồi cầu cứu bên cộng đồng mạng, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Hiện giờ nói chung là cộng đồng mạng rất là mạnh, cho nên mình chỉ muốn giới thiệu cho bạn để bạn cứu cháu về bình an. Chứ mình nói thật là cháu của thấy cái tình trạng của mẹ con Giang như vậy đó, mình nóng ruột lắm. Vậy từ cái đó nên là bạn giới thiệu cho mình chạy khắp nơi, thậm chí qua kênh của Phong Bụi lâu rồi, rồi anh Phong Bụi mất công việc đi quay tùm lum nên là mình liên lạc hoài không được. Rồi em qua kênh của anh Nguyễn Phong Vlog với là anh Quỳnh Phi, nhưng mà mấy ảnh hẹn mình xuống tới Long An mình cũng đi, nói chung không biết đường đi nhưng mà cũng đi vì tính mạng của con, nhờ ai kêu đâu cũng đi đó. Em xin hỏi thêm rõ hơn một xíu, chị có thể kể cho cùng mọi người được biết qua câu chuyện của con chị á, qua câu chuyện của em Trí á, để biết rằng là cái phương thức mà con, các đối tượng họ lừa đảo như thế nào và con chị đã sập bẫy như thế nào, để biết đâu rằng là những cô gái khác, những cái chàng thanh niên khác ở độ tuổi đó, ở khi mà lỡ mà đang bị dụ dỗ thì có thể biết cách là cảnh giác. Lúc đó thì bên kia họ nhắn nhủ như thế nào mà con chị đã phải xuất cảnh sang đó? Em thì cũng không biết, tại vì cháu thì cháu ở với ba, tại vì gia đình này cũng cha mẹ cũng chia tay nay cũng 2 năm mấy, gần 3 năm rồi. Thì cháu hai đứa nhỏ ở với ba thì nó cũng thấy hoàn cảnh gia đình, cha mẹ thì khổ nghèo, thì mẹ đi làm công nhân, còn ba nó thì đi làm hộ, cho nên nó thấy cảnh gia đình thì lạ nào thì kia, cháu mới thấy ở trên mạng nó đề có công ty đó ở Một Bài thì làm lương cao, bao ăn ở, thì cháu mới vô đó cháu xin, thì người ta mới giới thiệu là đưa qua bên Campuchia làm tháng hơn 20 triệu bao ăn ở. Thì cháu mới thấy vậy, cháu hỏi là có khả thi không, thì người ta nói là yên tâm đi, qua bên đây làm lương cao hấp dẫn mà bao ăn ở này kia, nếu muốn đi thì người ta sẽ làm giấy tờ cho đi. Thì cháu thấy vậy cháu mới đi, nhưng mà cháu đi thật chắc cháu không nói cho gia đình biết, cũng không nói với ba mà cũng không nói với mẹ, thì chỉ có đi làm giấy trên mạng, đăng ký trên mạng, rồi cái người ta mới làm bóp to hồ chiếu cho cháu, chứ nó thì nó cũng chẳng biết gì hết. Tới khi cháu đi thì cháu bán cái chiếc xe Winner của ba nó mới mua đâu được 1 năm mấy á, nó bán xe đi để làm chạy ba cái muốn mua ba cái đồ lặt vặt gì đó, thì mình nói chung đại khái là chị cũng không hỏi rõ. Nhưng mà tới khi cháu qua tới bên Cam rồi cháu mới nhắn tin về, thì lúc nó đi thì anh hai nó biết, thì nói với anh hai, nói với bạn của anh hai nó là ba thằng đi uống cà phê bữa cuối này để đưa thằng này đi Cam. Thì khi mà đi thằng anh hai cũng giấu mẹ, cũng chẳng cho mẹ biết. Ngày tới qua ngày hôm sau, 2 ngày hôm sau thì thằng anh hai, tại vì lúc trước anh hai ở với chị, nhưng sau này anh hai nói là mẹ ơi con lên Bến Cát con làm thì nó xa quá, thì thôi con nên chạy con ở luôn. Tới khi nó nhắn tin về nói mẹ ơi thằng Trí nó bị, nó qua bên Cam làm mà bị người ta lừa, bên công ty môi giới người ta lừa, người ta bán, giờ người ta bán qua Campuchia rồi. Thì giờ cái con mới nói là thôi mày kiếm cách mày về đi, thì thằng Trí nói là không về được, qua tới thành phố không về được, người ta không cho về. Rồi anh hai nó mới nói thôi mày để ngày mai tao chạy lên công an chính quyền tao báo, chứ tao chạy lên tao nhờ anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhờ người ta cầu cứu. Thì chạy lên nhờ anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì anh nói là không cứu được, nếu mà còn nằm trong cái bên nằm Việt Nam thì anh cứu được, cửa khẩu Một Bài thì anh cứu được, còn này qua trung tâm Campuchia rồi anh không cứu được, tại vì ở bển người ta sử dụng hàng nóng, thành thử ra không qua bển được. À, bây giờ chỉ có nước mình về là nhờ cơ quan pháp lý người ta can thiệp, thì em chạy về công an nơi ngay chỗ cháu tạm trú á, cũng có lên trình báo công an, thì công an người ta mới nói là con chị đi có giấy tờ hợp lệ nên là tôi không có giải quyết được. Thì giờ mấy chị đi lên thẳng trên đại sứ quán, nói chung lúc đầu vô công an thì nói chung là mình là một người mẹ thì nghe tin con như vậy rất là lo lắng và xúc động, mình khóc rất là nhiều. Chạy vô công an thì cũng cầu xin các anh cơ quan giúp cháu, cứu cháu về giùm. Thì mấy anh công an nói là mình nhờ vậy, thì mấy anh công an nói là ủa rồi con chị là đi có hợp lệ không, mà giờ chị lại đây nói. Thì lúc đó mình mới nói là cháu bị người ta lừa dụ dỗ, người ta bán qua Cam.
cái mấy anh nói chắc qua bển làm á, rồi làm không được thì thành nữ giờ chạy về kêu cầu cứu. Thì tôi hỏi chị, giả sử như con chị qua bển làm một tháng á, mấy trăm triệu á, mấy chị có cho tụi tôi được anh em tụi tôi được đồng bạc nào không? Tới bây giờ làm không được thì chạy về đây kêu tụi tôi giải quyết, thì giải quyết ra sao? Đó, bây giờ tôi chỉ có giới thiệu cho chị chạy lên thẳng đại sứ quán ở trên Sài Gòn á, thì anh chở mà đường đi nước bước Sài Gòn thì chị không có biết, thật sự không có biết đường đi, lên đi hỏi thăm người ta giới thiệu lên tới trển, rồi vô 2 giờ chiều người ta làm việc chạy vô, cũng hai mẹ con nhìn đói nhìn khác chạy ngồi chờ tới 2 giờ, ngồi chờ tới khi người ta làm việc mình vô mình trình báo vậy người ta không nhận. Người ta nói đây người ta chỉ có giải quyết cho người cam bị người Việt Nam lừa bán qua Việt Nam thôi, chứ người ta không có giải quyết người Việt Nam. Người ta lại phải giới thiệu mình chạy qua sở ngoại vụ, mà chạy qua bên chỗ nhà thờ Đức Bà. Nói chung hai mẹ con thì mù tịt đâu có rành đường đi, cũng hỏi thăm người ta, chạy qua tới bển là 3 giờ chiều. Chạy qua tới bển khi mà vô thì trình báo người ta kêu về viết đơn rồi gửi cho anh ta, rồi làm đơn gửi cho anh ta lên mảng đại sứ quán. Cái chạy về làm đơn thì cũng chẳng biết là làm đơn như thế nào, cũng nhờ cái anh công an ảnh làm đơn, hướng dẫn như làm đơn. Làm đơn xong rồi ra đánh văn bản này gửi về trên đại sứ quán, gửi cho bên sở ngoại vụ, cái sở ngoại vụ người ta nhận hồ sơ. Thì mình cũng có thằng em trai ở Sài Gòn, nó cũng làm ở trên đó, nó mới cũng có quen được mấy anh hình sự ở trên Sài Gòn, thì nó cũng nhờ mấy anh đó. Thì mấy anh nó điều tra ra ở ngay chỗ cửa khẩu á, là thấy tên của con em là đi có hồ chiếu với lại bắt to hợp lệ, thì lại kêu em là về làm lại hồ sơ, làm lại hồ sơ lại gửi lại cho người ta đưa qua bên đại sứ quán. Thế khi lại chạy về, thằng em nó làm hồ sơ xong bắt đầu nó gửi về cho mình để ký tên, ký tên xong nó kêu là chị ơi, chị đi photo cái giấy khai sinh của cháu với lại cái căn cước của chị. Thì chị mới thấy vậy, mình đi về mình photo hết tất cả luôn, cả giấy khai sinh cháu, cả căn cước, cái tờ căn cước photo của cháu á, mình đem ra mình photo lại với lại hộ khẩu luôn. Rốt cuộc cả chưa căn cước của mình, khi mình đem mình nộp thì người ta chỉ có lấy cái hộ khẩu photo với giấy khai sinh photo của cháu với cái bộ hồ sơ đó, còn cái căn cước của mình thì người ta trả về. Người ta nói về cứ ngồi chờ đi, rồi có gì người ta thông báo. Mà mình về mình chờ không có nổi, thì nói chung cái tánh mạng con mình thì một ngày nó như vậy. Em hiểu rồi. Trong vòng mấy ngày ròng rã khi mà biết tin con mình bị bán sang Campuchia, thì chị Trang đã phải chạy bại khắp nơi, gõ cửa từng cơ quan chức năng, và thậm chí là những ngày đó mình đang ở bên Campuchia, mình đang giải quyết câu chuyện là đưa chị Duyên, một cô gái ở bên Campuchia về Việt Nam, thì chị cũng liên tục hối thúc mình. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mà chị lo rằng là tính mạng của con trai mình đang gặp nhiều nguy hiểm. Và trong những ngày qua thì chị có liên lạc được con trai mình không? Dạ, lâu lâu nhắn tin được thôi. Nói chung là cũng sợ, không dám nhắn tin nhiều. Chỉ sợ ảnh hưởng tới tính mạng con, rủi lỡ như nó bị người ta phát hiện được, người ta đánh đập, người ta chích điện nó này kia, không có dám liên lạc nhiều. Và những ngày qua thì con chị có chia sẻ những cái điều gì về cái cuộc sống bên đó, rồi sinh hoạt bên đó, rồi công việc gì không? Con biết ra sao? Thì nói chung là cháu nó lúc nào hỏi tới nó thì nó cũng nói là mẹ ơi con ổn. Nó, nếu mà mình nói là tại vì con mình sanh ra mình biết đánh nó, tại nhiều khi ví dụ đi cháu có bị cái gì nó cũng không dám nói, tại vì nó biết là em hay khóc lo lắng cho nó, mình không dám nói đâu. Thì lúc nào nhắn tin cho con hỏi con ơi con có ổn không, người ta có làm khó dễ con, nó nói dạ không, nó yên tâm đi con, bên đây con rất là ổn. Cái mình nói ổn thì sao con không gọi điện video gì cho mẹ thấy mặt. Nó nói là ở trong đây camera rất là nhiều, con không dám gọi điện, con gọi điện con sợ, nên là con chỉ có nhắn tin được thôi. Thế mình nói là con có thể, tại vì khi mà mình cũng có qua bên các kênh của mấy anh kia, người bên cộng đồng mạng người ta có yêu cầu là tại sao nhắn tin được mà tại sao không gọi video, không ghi hình được. Thì mình mới nói với mấy anh kia là thông cảm, tại vì cháu nó nói là nếu mà gọi thì nó sẽ, nhiều người nói là sợ tiết lộ thông tin nơi làm việc của cháu, rồi bên kia nó sẽ nó sẽ làm khó dễ cháu, thành nữ ra em không dám yêu cầu cháu luôn. Thật sự giờ chỉ có thấy con nhắn tin về nói mẹ ơi con ổn là mình thấy vui à. Nhiều khi mình cũng sợ cảm giác mình giống như mình nghĩ không biết có phải con mình hay không, hay là sợ một người nào đó người ta theo dõi, người ta cầm cái điện thoại con mình. Thế mình mới nói là thôi bây giờ con không gọi ghi hình được cho mẹ thì con gọi điện cho mẹ nghe thấy tiếng của con ấy, là mẹ cũng đủ biết con là con của mẹ. Thì nói chung nó nói mẹ ơi ra vậy thì để lúc nào con rảnh thì con gọi điện. Thì cháu gọi điện về cho thì mình nghe được cái tiếng của nó.
con ngoan thì con ráng làm đi, rồi ở bên đây mẹ sẽ nhờ đến các cơ quan chức năng, rồi mẹ sẽ nhờ các chú các cô bên kênh YouTube, rồi mẹ sẽ nhờ cộng đồng mạng và các nhà hảo tâm mạnh thường quân ai thương thì cứu giúp mẹ con mình, để mẹ có các mẹ cứu con về. Em nói thật là những ngày qua em không làm được cái gì hết, chỉ biết khóc mà lo lắng cho con rất là nhiều, giờ không biết con mình nó như thế nào. Nhắn tin thì sợ, nhiều khi đôi lúc mình cũng cảm giác mình sợ, giống như có nó qua bệnh thì tất nhiên người ta phải cài mật khẩu hay cái gì vô cái điện thoại con mình để người ta theo dõi con mình nữa. Tôi cũng dám gọi điện nhiều, cũng dám nhắn tin nhiều, thì khi nào nhắn tin cái mình chỉ nhắn hai ba câu: con ơi, con, khi nào con rảnh con nhắn tin cho mẹ nha, mẹ rất là lo lắng với con. Rồi không dám nhắn, không dám gọi, sợ ảnh hưởng công việc của nó. Thì nó cháu cũng nói là mình hỏi câu là con qua bệnh con làm công việc gì, thì cháu có chia sẻ cho nó là người ta đem con qua đây thì người ta bán con vô cái công ty đó, thì công ty đó là làm chuyên làm về game mà game chơi bài online đó. Rồi nó nói là người ta kêu con nó là dụ dỗ người Việt Nam qua lừa bán qua bên đây đó, chứ mẹ yên tâm đi con ngoan, con ráng làm, ai kêu con làm gì làm đó, thì mình cũng nói là con cố gắng lên, ai sai con làm, bất cứ công việc thì con cứ làm đi, tại vì bây giờ mình nằm ở bên đó mình giống như mình dạng là cá làm trên hết rồi, con đừng chống cự, con chịu khó con làm, con ngoan thì người ta sẽ không làm gì con đâu. Mẹ bên đây mẹ sẽ dùng hết sức mình để mẹ chạy đi mẹ cầu cứu. Và cơm nước thì sao, chị có bị đánh đập không? Thì em hỏi ăn uống cơm nước sao, nó nói dạ ổn, cơm nước ăn được. Thì chỗ ăn ở này cái cũng người ta lo cho có chỗ ăn ở. Cái việc mà ý định trốn khỏi khu vực đó thì sao? Cháu nói là không trốn được, tại vì thậm chí mà đi toilet người ta cũng giám sát, nói chung là giám sát 24/24, chỉ có nằm trong cái khu vực đó thôi chứ không được bước ra ngoài, không giống như là không được bước ra ngoài thế giới ngoài, chỉ có lầm vòng trong cái chỗ công việc, cái chỗ công ty đó, ăn ở sinh hoạt trong đó, tại trong đó luôn chứ không được bước ra ngoài. Cháu nói như vậy thôi. Và khi mà chị có gợi ý cháu là lợi dụng cái việc mà sơ hở một xíu mình để tìm cách thoát thân ra khỏi khu vực đó? Dạ không, tại vì bữa em cũng có nghe cái chị mà làm ở bên Cam, không phải là chị làm bên Cam nhưng mà chị qua định cư ở bển này cũng hơn 20 năm rồi, chị đó chị nói là chị cũng quen, nói chung là chị em quen biết trên mạng thôi, chị cũng nói là nếu mà em đã trình báo với công an chức năng rồi thì em khuyên cháu đừng trốn, nếu mà trốn là nó bắt được á là nó sẽ giết chết, nó đánh hoặc nó giết chết. Còn nếu mà mình báo với cơ quan chức năng thì cứ kêu cháu ở yên ở đâu yên ở yên đó. Thì nói chung bên đây em chỉ có động viên cháu và nói thôi con chịu khó, con cứ ngoan con làm cho người ta đi, con đừng có trốn, nếu mà trốn thì ảnh hưởng tới tính mạng. Vậy là theo như mô tả của chị thì con trai của chị Trang là đang làm cái công việc đó là dụ dỗ những người Việt Nam đi sang Campuchia đánh bạc trực tuyến, hay là đánh bạc trực tuyến ngay tại Việt Nam luôn. Và một cái hình thức nữa có nghĩa là giữ thêm những cái nạn nhân khác, giống như là trường hợp của Trí, tức là con trai chị Trang, đúng không ạ? Và có giao ra chỉ tiêu là mỗi ngày là bao nhiêu người, rồi bao nhiêu tiền không? Đúng rồi, bữa con nghe cháu nói là người ta nói là qua bên đây dụ dỗ được từ 10 cho tới 15 người Việt Nam để lừa qua đây thì người ta mới trả cháu về Việt Nam. Còn nếu mà không lừa ai được á thì người ta không làm được công việc thì người ta sẽ bán với công ty khác, nhưng mà một khi bán công ty khác thì tiền chuộc nó rất là cao. Rồi cháu cũng nói là nếu một ngày mà người ta ra cái chỉ tiêu mà làm không đạt chỉ tiêu cho người ta thì sẽ bị trừ, em cũng biết là mấy trăm đô hay là bao nhiêu, nó tính theo đô không à, là trừ vô mức lương mà hiện tại bây giờ cháu đang làm đó, thì người ta sẽ trừ vô cái tiền mà cái người bán cháu. Vậy là hiện giờ là cái giá mà công ty môi giới ở Việt Nam bán cho công ty bên Campuchia là bao nhiêu tiền để có thể mang tính mạng của cháu về Việt Nam ạ? Bữa cách đây cũng lâu rồi, lúc mà cháu đi được gần một tuần thì gia đình
mấy thái vậy, mấy chạy đôn chạy đáo. Thì thằng cháu ruột á, là con bà chị ruột của mình á, thì nó có nói là dì ơi thôi dì cứ đi làm công ty đi, dì đừng có chạy lên công an nữa, thì để con liên lạc với bạn con ở trên Mộc Bài, cửa khẩu Mộc Bài, thì bạn con cũng có làm mở công ty ở trên Mộc Bài á, thì công ty của bạn con nó cũng chuyển, nó cũng chuộc người Việt Nam rất là nhiều, thì dì yên tâm con sẽ nhờ bạn con để mà chuộc em ra, rồi sẽ đưa em vô công ty bạn con làm để trừ cái tiền chuộc hàng tháng, trừ khi nào mà hết thì thôi. Thì mình nói là thôi kệ, như vậy cũng được, dù gì công ty người quen mình cũng yên tâm. Thì khi mà thằng cháu mình nó mới kêu thằng kia, thằng e con mình nó là con hỏi, em hỏi quản lý đi cho anh bên đây người ta nói chuyện, để người ta hỏi thử xem mức, cái mức giá chuộc bên đó đưa ra bao nhiêu, để người nhà biết đường mà chuộc, kiếm tiền chuộc. Thì bên đó người ta ra cái mức giá là hơn 3.000 đô. Hơn 3.000 đô là cách đây là cái lúc cháu đi là được hơn một tuần lễ, mà người ta đã ra cái mức giá là hơn 3.000 đô. Thì bạn của cháu mình nó mới nói là công ty, bạn công ty nên thằng đó nó chuộc người bên Cam rất là nhiều, nhưng chưa có bao giờ mà đưa cái mức giá cao đến hơn 3.000. Người ta chỉ cái mức cao nhất là hơn 2.000 đô, hơn 2.000 đô thôi. Nhưng mà cái công ty này người ta đã đưa cái mức giá cao nhất trời, có nghĩa là người ta không muốn cho các công ty khác chuột người, cho nên người ta đưa cái mức giá rất là cao để mình khỏi chuột. Thì người ta cũng bó cổ tay, người ta cũng không chịu chuột. Rồi mình cũng năn nỉ là thôi bây giờ ráng giúp đỡ chuột cháu về giùm, kệ hơn 3.000 đô ráng chuột về giùm. Rồi cháu về rồi cháu sẽ vô công ty đó nó làm, nó trừ rồi ở nhà hai mẹ con sẽ làm rồi gửi tiền hàng tháng đi, trừ hàng tháng. Nhưng mà người ta nói cao quá, người ta không chuột. Nhưng mà nếu với giá 3.000 đô ở Việt Nam mình gửi qua đó thì có thể mang cháu về Việt Nam được không? Thì bữa khi mà người ta ra cái mức giá đó rồi, cái cháu mình mới hỏi là bây giờ giao dịch như thế nào, thì người ta mới nói là người ta gửi số tài khoản qua rồi mình chuyển tiền vô, rồi người ta sẽ chở con mình tới cửa khẩu. Cái thằng cháu mình nó không được, nếu mà giao kiểu đó rủi lỡ như xui rủi người, mấy anh lấy tiền mất tiêu rồi, giờ em tôi mấy anh không giao rồi, giờ tôi biết kìa tìm kiếm mấy anh ở đâu không có được. Rồi bây giờ không ấy, giờ tôi giao tiền mấy anh giao người thì tôi mới dám, chứ còn giờ mấy anh giao như vậy rồi mất tiền tôi rồi, tôi biết kiếm em tôi ở đâu, rồi tôi có biết kiếm mấy anh ở đâu. Rồi khi đó tại mình không có chạy ra tiền nên mình cũng chẳng dám liên lạc, cũng chẳng dám hỏi. Nhưng mà cách nay cũng hơn tháng rồi. Cháu có kể rằng là có những cái bạn nào hiện giờ là mấy tháng trời gia đình không đủ tiền để chuộc không? Bữa hỏi cháu thì cháu nói là ở chung phòng con cũng có mấy người Việt Nam, cũng có mấy bạn người Việt Nam. Thì nói chung là nó nói là gia đình cũng nghèo như mình vậy đó, rồi cũng có cái khả năng chuộc. Tụi con ở thì làm cũng áp lực lắm, nói chung công việc rất là áp lực. Làm bởi mà hồi cháu nhắn tin cho cháu nói là có khi làm tới 12 tiếng gì đó, tại không đạt chỉ tiêu, không có người đó, không đạt chỉ tiêu đó, đâm ra người ta bắt tăng ca. Và đêm hôm qua là cháu báo là mấy giờ cháu có dự nghỉ? Cháu cũng không có biết, không có báo mấy giờ nghỉ, mà lúc cháu gọi điện cho mình là lúc đó là 1:00 mấy 2 giờ sáng, thì cháu nói là tại tụi con làm không có đạt chỉ tiêu nên người ta bắt tụi con tăng ca. Thưa với mọi người như thế này, trong suốt một tuần vừa qua khi mà mình tiếp nhận những cái thông tin của chị Trang á, thì mình có nhờ 4 người bạn của mình ở tại Campuchia, 2 người cũng rất là rành rỏi về cái việc đưa người về Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh, 2 người ngay tại thành phố Sihanoukville. Và có một điều nữa các bác anh chị là cái vị trí nơi ở của Trí được đưa đi và di chuyển liên tục. Những ngày đầu thì mình biết được Trí nằm ngay tại thủ đô Phnom Penh, sau đó thì hiện giờ đang di chuyển đưa cháu sang một cái căn nhà khác nằm ngay tại thành phố Sihanouk. Thì Sihanouk thì là một cái nơi mà rất là nhiều người Trung Quốc, gần như là cái thành phố đó dù đang đắp Campuchia nhưng mà trở thành một cái thủ phủ của Trung Quốc và nơi được gọi là thiên đường về ăn chơi. Và nơi đó thì có rất là nhiều các bạn nữ từ 12 cho đến 15 tuổi Việt Nam
bị bán sang đó làm gái. Không hiểu tại sao mà cái gu của người Trung Quốc và người Campuchia ở cái vùng đó lại rất thích các cái cô bé nhỏ tuổi. Còn đối với các bạn thanh niên con trai á, thì bắt vào các cái sòng bài. Và mình cũng không có dám tiết lộ cái vị trí định vị cụ thể của cháu, nhưng mà tụi mình có này. Và mình có nhờ bạn mình đến khảo sát. Và nơi mà cháu Trí đang ở là một căn nhà, một cái kho xưởng, xung quanh tới 3 hàng rào. Và bên trên thì có hàng rào kiểm tra. Cái việc mà thoát vào khu vực đó gần như đó rất khó. Thậm chí là cháu có thoát ra đi chăng nữa thì cũng sẽ không biết, không thể nào biết được cái tiếng nói. Tại vì nơi đó rất ít người Việt sinh sống, nhiều người Trung Quốc và rất là nhiều các cái sòng bài xung quanh đó. Và cái công ty của cháu đang làm đó là phục vụ cá cược online, chơi cá cược online, đúng không chị? Và chỉ có một cái giải pháp duy nhất hiện giờ muốn đưa con của chị Trang ra khỏi cái nơi đó, đó là chuộc về. Nhưng mà chuộc về thì phải chắc ăn, tại vì cũng không thể nào mà ném tiền vào cái áo bèo được. Vì cái việc chuyển khoản rồi cũng không biết là cháu được về hay không. Thậm chí là những ngày qua thì cũng có một số gia đình họ đang tìm kiếm con. Và bên đó họ gửi những cái bức ảnh, chị có đọc báo thấy là có một số trường hợp là cháu cũng giống như con chị mà bị đánh đập. Dạ có, em cũng có coi. Nói chung là từ hồi cho con bị giờ em cũng hay theo dõi trên các kênh YouTube, thì cũng hay theo dõi các báo, thèm đọc nhiều trang báo. Mình rất là sợ, sợ lắm luôn. Mình không dám nghĩ tới, nhiều khi sợ nghĩ anh tới con mình như vậy, không dám nghĩ luôn. Chị biết cầu xin mẹ cho các cháu và con mình đó được bình an vô sự, mà mau sớm được trở về bên vòng tay gia đình. Chứ ngoài ra cũng không, nói chung là khi mình coi mình không tưởng tượng được, rất là sợ. Cách đây mấy ngày cũng có cái chị đó làm chung công ty với mình, người ta, chị đó chị cũng có một người con gái cũng bị lừa bà bán sang Campuchia. Thì con gái chị cũng nói là xin việc làm, thấy chị trên mạng đề công việc làm rất là hấp dẫn, trốn gia đình đi qua bển. Người ta đưa qua bển rồi cái kiểu giống như ép cháu làm công việc đó, cháu không làm được. Nói đầu là bán cháu công ty khác, bán công ty khác cái ép cháu làm gái, cháu không chịu làm, đánh đập, đánh quá chừng đánh tới nỗi mà cháu xỉu luôn. Xỉu cái người ta tạt nước, người ta tạt nước, người ta chích điện. Cái khi mà con chị nó kiếm được con nhắn tin là cái chị đó nói là cái quản lý của con của chị á, nói chung cũng là người Trung Quốc, nhưng mà cái anh đó cũng tốt, thì kêu là thôi bây giờ gửi số tài khoản qua, kêu chị đó chuộc, muốn chuộc con thì gửi số tài khoản qua, kêu chị đó là tiền chuộc là 100 mấy chục triệu rồi gửi qua rồi người ta sẽ trả con về. Cái chị mới thấy vậy, chị mới nói là có nên tin tưởng không. Thì cái anh đó nói là chị yên tâm, tôi sẽ thả con chị về, chị yêu cầu chị có chịu chị gửi tiền vô tài khoản của tôi rồi tôi sẽ chịu cho con nha, tôi sẽ thả con về. Thì người ta cũng có thả con bé đó về, thả về mà thả về trong đêm, thả mà đi thả con nhỏ gần tới cái cửa khẩu đó. Rồi nhỏ đêm hôm không biết đường đi nước bước, rồi mò lần mò sao được tới cửa khẩu, nhưng mà nó không có chỗ, kiểu như khuya quá rồi mình lang thang ngoài đường vậy đó. Cái nó mới điện cho mẹ nó, mẹ nói bây giờ con ráng kiếm được cái khách sạn nào đó con ở đi. Nó nói là bây giờ trên thân người con không có giấy tờ tùy thân, người ta không trả giấy tờ tùy thân con, bây giờ con không biết con về bằng con mướn khách sạn không có giấy tờ. Người ta, chị đó mới nói là thôi bây giờ mẹ chụp lại cái giấy photo khai sinh, cái căn cứ của con, mẹ sẽ gửi qua bên nhà nghỉ đó, rồi con cứ ở đó con nghỉ, rồi sáng mai gia đình sẽ lên đón con về. Chị mới nói là đón con về nhìn con khủng khiếp lắm, đánh đập tàn tạ, nói chung là người không còn ra cái hình người nữa. Chị mới nói về, chị nói là cái đây không phải là chị nói là để cho em nghe để em sợ, nhưng mà chị nói thực tế bây giờ con em cái giá mức giá nó chỉ có mấy chục triệu thôi, em ráng kiếm tiền em chuộc cháu, chứ còn con chị là nó lên tới 100 mấy chục triệu rồi, thì nó đã bán với công ty khác rồi, nó lên mức giá rất là cao. Mà đây khả năng chị không tưởng tượng được, chị cũng khổ như em mà chị phải bán nhà bán đất tới nay là chị không còn cái gì hết, chị phải bán đi chị lo cho cháu. Em nói em cũng muốn chuộc mà giờ khả năng em không có. Thật sự là em không có. Như vậy thì hiện giờ là công việc, cuộc sống, gia đình mình như thế nào? Có thể chia sẻ cho cô bác anh chị được rõ. Tại vì ngay tại thời điểm bây giờ anh gặp chị á, chị đang làm công ty. Và hôm nay thì gặp chị là chị phải nghỉ làm ở công ty nè. Nhưng mà trong giấy tờ của chị là quê ở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì chắc có lẽ là chị làm quê ở đây đúng không? Và chị có thể chia sẻ cái mức thu nhập và công việc của mình nè. Em làm ở đây thì em làm công nhân mai giày. Thì mức lương của em thì có 5 triệu 7 thôi. Em tăng ca với tiền thưởng, tiền này tiền kia tháng cũng được gần 7 triệu.
thì tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt này kia hàng tháng em cũng hết 2 triệu. Thì nói chung là lúc trước em cũng có thiếu nợ thiếu nần, thì lo cho gia đình này kia, mà tới khi mà gia đình đổ vỡ thì giờ em vay tiền mượn tiền người ta thì cho ba nó về trả nợ, nhưng mà mình vay tiền không có giấy tờ gì hết, thành thử bây giờ khi ra đi thì em lại ôm một đống nợ, cho nên là một thân một mình đứng gánh nó trả nợ thôi, chứ cũng không có nhờ ông trả được. Bây giờ ông cũng khổ lắm, từ lúc ly hôn tới giờ ông cũng rất là khổ. Bây giờ ông cũng chạy ban ngày ông làm hộ, tối cũng đi làm, ai kêu bốc vác cái gì thì làm đó để kiếm thêm. Nói chung từ lúc cháu đi giờ hai mấy ba cha con rất là suy sụp. Còn em bên đây thì em cũng suy sụp tinh thần, cũng không làm được, nhưng mà cũng phải cố gắng. Cuộc sống mà nếu mà không làm thì không ai lo cho mình. Như vậy thì mới với cái mức lương hiện giờ của chị là gần 6 triệu đồng, và sinh hoạt thuê trọ ăn uống gì gọi lắm chị dư mỗi tháng được khoảng 2 triệu đồng. Đúng không? 2 triệu đồng mà em 2 triệu đồng. Để ví dụ em nó không có khoản nợ đi ha, thì chị phải làm mất ròng rã cả chục năm chị mới đủ khoản tiền tích lũy để có thể chuộc con về. Và gần như là cái việc chuộc con là không thể, và càng kéo dài thì cái mức mà chuộc con về càng cao. Chia sẻ với mọi người thì từ đó đến giờ mình chưa bao giờ một cái đoạn clip nào mình kêu gọi ai hết á. Và gần như đây là một clip mà mình phải lần đầu tiên mình mới dám chia sẻ kêu gọi với mọi người. Có thể là nếu có bác chị nào á có vốn cũng được trong cho chị trang mượn, hoặc có bác chị nào thương tình có thể góp cho chị một xíu cũng được, làm sao mà với mong muốn là đưa con về thì hai mẹ con về được Việt Nam thì hai mẹ con ba mẹ con sẽ làm gọi lại cho cũng được nữa. Dạ. Chỉ cần tính mạng của con an toàn trở về Việt Nam, em muốn là khi cháu về được rồi thì mấy mẹ con sẽ cố gắng làm để gửi lại số tiền đó là cho các cộng đồng mạng và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Em chỉ cần con em về an toàn. Và ngay thời điểm bây giờ thì mình sẽ cố gắng như thế này nè, mình sẽ cố gắng làm sao tìm một cái đường dây đưa người về, chuộc người về một cách an toàn nhất mà chắc ăn nhất. Còn một mặt khác thì nếu các bác chị có xem được đoạn clip này, có thể chung tay hỗ trợ một phần nào đó để cho chị Trang có đủ cái số khoản tiền hơn 3.000 đô đưa con trai trở về. Suốt một tháng qua mọi người thấy là một người mẹ tiều tụy chạy bậy khắp nơi với một cái mong muốn là làm sao đưa con trở về. Và nếu như cô bác anh chị có thể liên lạc trợ duyên cho gia đình á, mọi người có thể gọi vào số điện thoại của chị Trang, đó là 0979 816 372. Mình xin thông tin lại là 0979 816 372. Số điện thoại của chị Trang với một hy vọng là mọi người chung tay để đưa chị trở về. Trước khi kết thúc đoạn clip này thì em cũng mong muốn chị có hai cái lời nhắn. Lời nhắn đầu tiên thì nếu như con trai chị ở bên Campuchia xem được đoạn clip này thì chị có nhắn nhủ gì, một cái điều gì đó để cháu nó yên tâm không? Nếu mà đoạn clip này mà cháu có coi được thì chỉ mong cho cháu được bình an và mau sớm trở về với mẹ. Em biết nói gì không? Chỉ cần mong sao cho con được bình an và khỏe mạnh để trở về gia đình. Em cũng cảm ơn bên cộng đồng mạng, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đặc biệt là cảm ơn các anh bên các kênh YouTube đã nối dòng tay yêu thương đến các mạnh thời bất hạnh như gia đình em và các em khác, đã cứu giúp nhiều mạnh thời bất hạnh như gia đình em. Cảm ơn rất nhiều. Hơn 30 phút ngồi trò chuyện thì cũng đủ để cho mọi người hiểu hơn về phương thức hoặc lừa đảo hiện giờ. Rất nhiều cô gái trẻ, rất nhiều bạn thanh niên khi mà vừa mới lớn lên bị dính vào những cái đường dây môi giới buôn bán người. Các năm trước thì tình trạng buôn bán nội tạng, thậm chí là không có tiền chuộc thì họ bán cả nội tạng để có thể thu hồi lại được cái vốn mà họ mua từ công ty Việt Nam bán sang. Các năm gần đây thì do dịch bệnh cho nên cái việc mua bán nội tạng vận chuyển sang Trung Quốc nó rất là khó, cho nên là không còn tình trạng đó, nhưng mà họ sẽ cưỡng bức bằng cách là đánh đập cho đến mức mà người thân ở bên Việt Nam á xem xót thương và phải chấp nhận những cái mức giá mà họ đề ra, thậm chí là càng về sau thì giá nó sẽ càng cao hơn. Vì vậy thì ngay lúc này thì lần đầu tiên mà mình cấp thiết mình mong muốn là làm sao mà đủ cái khoản tiền để có thể chuộc con trai
của chị Trang về và làm sao có thể đưa con trai chị Trang về sớm nhất, thì mình sẽ cố gắng cùng với chị Trang, cùng với mọi người nỗ lực ở bên Campuchia đưa về. Câu chuyện của chị Duyên cũng là một bài học đau thương, và hôm nay thì câu chuyện của chị Trang, con trai chị, đó là em Trí hiện giờ đang thiêu bạc ở ngay tại Sihanoukville, Campuchia, cũng là một thêm một câu chuyện nữa để chính các bạn trẻ, các cái bậc phụ huynh khi mà xem được đoạn clip này có thể cảnh giác hơn. À, mình sẽ cố gắng cập nhật thêm thông tin ở các video sắp tới ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các bạn quân và các nhà hảo tâm rất là nhiều. Ví dụ sau này mà có tiền, nếu mà các cộng đồng mạng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân mà có giúp, thì chắc em cũng nhờ đến các kênh YouTube, như này nhờ bên các em cũng như là em dám nhờ đến công an. Nhiều khi nhà công an sẽ ảnh hưởng tới tính mạng con. Nếu mà có số tiền đó thì chắc cũng nhờ các anh YouTube để mà đi một qua cứu con chứ cũng dám đi một mình. Dạ. Có gì cái việc mà đưa sang Campuchia, từ Campuchia đưa về thì em lo cho. Chị cứ tới cửa khẩu chị đón con về thôi nha. Okay. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Em cảm ơn các nhà càng cần có tình yêu rất nhiều.